Hai chào anh em và chị ở lớp, mình từ lúc vẽ chỉ tàng. Du quay trở lại bạn là trong video ngày hôm nay với DC Deco chỉ VIP không thôi. Với những người chơi có làm nhiều đấy. Đấy thì các bạn thấy cảm xúc quay mèo ra là bot đã vui bao nhiêu, thì với những VIP không phải tích lũy kiên nhẫn chờ đợi giây phút quay bot như thế này thì nó lại càng vui và phấn khích tới bấy nhiêu. Mình xin chia sẻ niềm vui đấy với của bạn DC Deco với tất cả các anh em trên kênh YouTube nhé. Tất nhiên dù rằng VIP không cũng vẫn phải quay mèo trước. Dù cái mốc mèo của nó sẽ không được lãi nhiều như các mốc cam, thành ra là nhưng vẫn phải quay nó các bạn, lãi nhiều lãi ít thì đây cũng là một cái lượng kim cương free rất đáng kể dành cho tất cả các người chơi, đấy, kể cả những người chơi VIP không. Rồi, Rabeto đang làm mưa làm gió trên đấu trường khi mà nó chỉ ra mắt với có vài tiếng, nhưng những người chơi lấy nó về đều nhận được sự phấn khích vô cùng to lớn. Mình hy vọng rằng bạn Disneyco cũng sẽ có sự phấn khích đấy nhé. Rồi, từ 28k kim cương chúng ta thấy nó chỉ lên được khoảng độ 31k, đấy khoảng 3k thôi. Sự chênh lệch giữa đây cũng là cái sự chênh lệch theo mình đánh giá là lớn nhất giữa những người chơi ở server quốc tế, đó là các bạn quay được VIP mèo quay được mèo full bốc hay là quay được không quay được mèo full bốc. Đây cũng là cái khó khăn cho những người chơi ở server quốc tế. Thế thôi, chơi này phải có theo gọi là chơi gọi là theo kiểu gọi là theo luật chơi thôi, đúng không? Còn đâu thì mình chảo cái nhỏ khác là thôi, ba bạn nào không có điều kiện thì thôi tích lũy dần dần vậy. Đấy, cuộc chơi lên tới hàng năm. Mỗi tháng các bạn tích lũy 100k một năm là cũng VIP 5 thôi. Đấy, không có cái nào khác các bạn ạ, mình không theo hiểu luật chơi. Đấy, thôi, chúng ta còn, tuy nhiên còn đâu thì các bạn nào mà chảy cối, chơi tốt thì bạn nhà này vẫn ngon lành đúng không? Vẫn 3 trên 4 con ung thư thôi. Chính xác hiện nay đang là 2 con và bây giờ ráp về nó sẽ là 3 trên 4 con ung thư. Vẫn ngon lành cả nhà thôi, đúng không? Có vấn đề gì đâu. Thôi quay bot thôi các bạn ạ. Với lượng kim cương này thấy 31.000 kim cương thì thông thường là sẽ có bot ngay từ vòng 1 này thôi. Đấy, mình hy vọng là nhà phải cho thấp điểm đi một tí để bạn ý có dễ dàng có được bot hơn. Kim cương thì không bao giờ là dư cả. Đấy, thừa chỗ này ta sẽ dùng ở việc khác. Rồi, chưa có hiệu sách gì nhỉ? Rồi, có một cái quyển sách Thái rồi các bạn nhé. Quay quyền số 2. Quay này phải để ý đấy các bạn ạ. Chứ lúc nãy là ông Đắc LS Đắc ở server mình, hắn quay đến 6.000 điểm vẫn chưa thấy bot đâu. 6.000 điểm mà vẫn không thấy bot đâu thì chứng tỏ nó ra rồi nhưng không để ý các bạn nhá. Bấm nhanh quá mà đúng không? Ông cứ nhắm mắt nhắm mũi ông bấm để làm gì mà chả bot nó ra rồi, chả biết. Đấy, thành ra là các bạn rất phải để ý nhá. Lần trước mình đã bị một lần suýt bị thế rồi, mình có kinh nghiệm rồi các bạn ạ. Đấy. Thế các bạn là cái làm gì? Vãi tất. Ai dè nó ra nhanh thế? 3.000 điểm rồi cả. Ôi vãi đã 3.000 điểm rồi. Vừa mình anh có vãi ngay đã 3.200 điểm rồi. Vãi tất, không để ý. Xin lỗi bạn là lệch cô nha. Lỗ một quả đúng không? May mới là mắt tinh này. Kể mù mờ mịt mịt như là tay lấy đắc cái chắc là lại là lấy đắc tập 2 đấy. Đúng không? Đắc là đen mà. Rồi, chúc mừng bạn Neko với đã nhận rap battle về đội. Đấy, còn có tên khác gọi là rap quân nhân. Đấy, chắc chắn thứ hạng của bạn sẽ tăng vù vù trong đấu trường thôi. Ok, 100 triệu vàng chắc chắn là sẽ đủ để nâng cấp và hạng vẫn là hạng bay thuộc server, một cụm server rất hot các bạn ạ, server 67 các bạn nhá. Thấy thấy rằng họ hàng chơi rất tốt đúng không các bạn, chơi rất tốt, hai hồi vũ khí luôn, quá tuyệt vời. Thôi, cảm ơn bạn Deco đã tin tưởng, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.